Dạ, chào anh em đang xem kênh Nâng Lời TK Bonsai. Bữa nay cây kiển Hùng Hằng mình lên một clip mini, trong đó còn có Nguyệt Quế, Mai Chú Thủy, Bông Trang. Để giao lưu anh chị em trên toàn quốc, số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi bây giờ mình vô mã số 1. Mã số 1 là phôi Nguyệt Quế. Đó, phôi Nguyệt Quế này cây nhỏ mà nó cũng có đế ha. Rồi để mình đo thông số cho anh em xem. Và chiều cao là 60. Hoành thân là 25. Cái mặt bầu nó là 37. Cây nhỏ mà đế nở ha. Dạ mã số 1 giao lưu là 650.000. Mình cũng bao xếp cốt toàn quốc. Rồi đổi cây. Tiếp mã số 2. Mã số 2 cũng là phôi Nguyệt Quế. Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Cái này cây này, cái phôi này mình để chi cành cho anh em xem ha. Rồi mình không chịu để thì mình cắt giật lại. Đó, cái phôi này nó cũng có dáng hơi lắc. Giờ chiều cao là 106. Cái tán ngang của nó là 68. Cây nhỏ mà già cây nè. Hoành thân là 22. Dạ, cái đường kính bầu nó là 42. Đó, cây nhỏ mà nó đế nó đều đều luôn. Mã số 2 giao lưu là 1.100.000. Mình bao xếp cốt toàn quốc cho đổi cây. Tiếp mã số 3. Mã số 3 cũng là phôi Nguyệt Quế. Cây này mình mới bứng về, nó cây nó cũng đó, lá nó xanh, mình để lá nha. Đó, nó cũng đương ra bông đó. Bông Nguyệt Quế thơm. Và chiều cao là 49. Cây hoành thân của nó là 29. Cây này đế nở mà như rễ nó hơi ít nha anh em. Và mã số 3 giao lưu là 500.000. Rồi mình đổi cây. Tiếp mã số 4. Mã số 4 cũng là phôi Nguyệt Quế. Cây nhỏ mà nó già cây nè anh em ơi, đó. Đế nó cũng đều luôn. Chiều cao nó là 42. Cái hoành thân của nó là 21. Cái này cái củ đặc của nó nha. Cái củ đặc của nó là 42. Và đường kính bầu nó là 38. Và mã số 4 giao lưu là 500.000. Rồi mình đổi cây. Tiếp mã số 5. Mã số 5 cũng là phôi Nguyệt Quế. Và chiều cao nó là 46. Cái hoành thân của nó là 23. Cái đường kính bầu là 38. Đó, nó nhỏ mà nó cũng có đế anh em. Và mã số 5 giao lưu là 600.000. Rồi mình đổi cây. Tiếp mã số 6. Mã số 6 cũng là phôi Nguyệt Quế.
mấy cái phôi này ông chủ vườn á, hồi nhỏ ổng chỉ là ổng chặt không anh em ơi. Mình mới về mình chưa có làm kịp. Và chiều cao là 64. Cái vành thân là 26. Cái đường kính bầu là 40. Đó, nhỏ cây nhỏ mà già cây. Đế nó cũng đều ha. Và mã số 6 giao lưu là 650 nha. Mình cũng bao xếp cốt toàn quốc. Tiếp mã số 7. Mã số 7 cũng là phôi Nguyệt Quế. Chiều cao nó là 60. Dạ, hoành thân nó là 27. Đường kính bầu nó là 42. Đó, cây nhỏ mà đế nở. Dạ, mã số 7. Số 7 giao lưu là 650 nha. Rồi, đổi cây. Tiếp mã số 8. Mã số 8 cũng là phôi Nguyệt Quế. Chiều cao nó là 46. Cái hoành thân của nó là 25. Đường kính bầu nó là 40. Đó, đế nó cũng chảy dài ha. Cây nhỏ mà nó già hết sức rồi. Mã số 8 giao lưu cũng là 650 nha. Tiếp là mã số 9 cũng là phôi Nguyệt Quế. Cái phôi này đâu có dáng hơi nghiêng nghiêng ha. Để đâu chiều. Dạ, chiều cao đó là 84. Cái hoành thân của nó là 22. Cái đế nó nè anh em, cái đế dài nha. Cái đế dài của nó là 70. Cái đường kính bầu nó là 40. Cái này giao lưu với anh em là 600 ngàn. Rồi đổi cái. Tiếp mã số 10. Mã số 10 cũng là phôi Nguyệt Quế. Chiều cao là 62. Cái hoành thân của nó là 17. Đế nó cũng chảy dài luôn. Đường kính bầu nó là 38. Đó, nó nhỏ nhỏ mà ti nó thân nhỏ mà rễ cũng lớn ha. Và mã số 11. Ủa, mã số 10 giao lưu là 400 ngàn. Tiếp mã số 11 cũng là phôi Nguyệt Quế. Và chiều cao là 46. Cái hoành thân của nó là 25. Cái này cái đế đặc ha. Cái đế đặc của nó là 40. Cái đường kính bầu nó 36. Mấy cái phôi Nguyệt Quế này nó nhỏ mà cái bầu nó nặng anh em ơi. Và mã số 11 giao lưu cũng là 450 nha. Rồi mình hết Nguyệt Quế rồi, bây giờ mình lên là mai. Mai chú thủy chân nu đặng keo. Mã số 12 cũng là nu đặng keo. Mình còn được mấy cây dán trực nha. Và chiều cao 24. Cái hoành thân 13. Này giao lưu là 300. Mã số 13 cũng là mai chú thủy đặng keo. Bông thơm anh em ơi. Dạ, chiều cao là 28.
Cái vận thân là 11, giao lưu cũng là 300. Mã số 14 cũng là mai chiếu hỷ, đặng kèo. Chiều cao 34, vận thân 13, giao lưu cái này cũng là 300 hả cho anh em. Mã số 15 cũng là nô nu đặng kèo. Cái phôi này mình vô sọt ha, mình đã xử lý bây giờ nó cây nó sống khỏe nè. Dạ, chiều cao nó, chiều bay nó là 31. Cái vành thân của nó 13. Này giao lưu là 400 ngàn. Mã số 16. 16 cũng là nu đặng kèo. Này chiều cao 19, cái cành bay nó là 25. Cái vành thân là 14, giao lưu cũng là 400. Mấy cái phôi này mình đã xử lý ha, anh em mà có chốt hàng về mình để chị nha. Cây nó đừng sống khỏe đó. Và mã số 17 cũng là nu đặng kèo. Chiều cao nó 17. Nó có cành bay là 18. Cái vành thân nó là 14, giao lưu cũng là 400. Anh em mà chốt được một cặp thì mình bớt 50 ngàn. Mã số 18 cũng là nu đặng kèo, nu từ gốc tới ngọn luôn. Và chiều bay nó là 40. Vành thân nó là 16. Này giao lưu với anh em là 400. Tiếp mã số 19 cũng là nu đặng kèo. Chiều cao là 56. Cái vành thân của nó là 15. Này giao lưu với anh em cái này 350 ngàn ha. Rồi mình hết mai chiếu hỷ, bây giờ mình lên xăm trái. Mã số 20. 20 là phôi xăm trái. Cái phôi này nó có hiện tượng xù nha anh em. Cái phai xù đó mình cũng đã định hình được nước dây rồi đó. Anh em chốt về mình vô chậu đẹp, cây nó mới có giá trị. Mình đo chiều cao. Chiều cao là 20. Cái này nó có dáng hơi đổ ha. Cái vành thân của nó 12. Cái bộ rễ nôm quái ha. Giao lưu là 450 ngàn. Mã số 21 cũng là phôi xăm trái. Cái này có dáng trực. Cái này mình đã định hình đó, anh em chốt về mình để gì chơi vậy. Cho chiều cao là 24, cái tán ngang của nó là 30. Cái vành thân của nó là 13. Cái này giao lưu là 350 ngàn. Mã số 22. 22 cũng là phôi xăm trái. Cây này mình đã vô ha, nước dây rồi, nó cũng nó có cái dáng hơi hơi quái ha. Chiều đổ. Dạ, chiều đổ nó là 22. Nó có bộ rễ quái anh em. Dạ, vành thân nó 12 đó, cái bộ rễ quái của nó nè. Cái này giao lưu là 400 ngàn. Mã số 23. 23 là cây xăm trái. Còn nó có cái dáng bài. Chiều bay nó 38. Vành thân nó là 13. Đó, bộ rễ đơm quái ha. Này giao lưu là 450 ngàn. Khi đi mình cũng xếp chậu được luôn. Mã số 24. 24 là cũng là cây xanh trái.
mấy cái cây này là mình cắt tới đâu là nó lên xù tới nấy đó anh em ơi. Cái phôi này nè, đó chiều đổ nó là 23, cái vành thân của 10 phân, nó rễ nôm ha. Cái này giao lưu với anh em là 400.000. Mã số 25. 25 cũng là cây sâm trái. Đó. Này nó có hơi dáng hơi bay ha. Hơi đổ chứ. Dạ chờ đổ nó là 29. Cây đó đâm chồi sống khỏe rồi, hoành thân 12. Đó, bộ rễ nơm của nó nè. Giao lưu cũng là 450.000. Cái này mình còn 2-3 cặp nữa hết rồi anh em ơi. Và mã số 26 là cặp hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai này dạng hồi nhỏ mình đã sắp đế ha. Lấy cái tược này để dạy anh em vô dây được rồi. Chiều cao 22, bên đây là cũng 22 đi. Này mình đo đế của nó đi. Cái vành đế của nó là 28. Đế bên đây là 31. Cái này giao lưu với anh em là 400. Okay. Mã số 27 là cây trăng đỏ lá nhỏ. Đó, cây này mình đã vô sọt, mình đã chỉnh sửa dây rồi. Chiều cao nó 24. Vành thân nó là 11. Cái này giao lưu với anh em là 300.000. Khi đi mình xếp chậu anh em luôn. Mã số 28 cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao 17, tán của nó là 29, cái chân cái eo đó là 10 phần, còn cái đế của nó này ha, này giao lưu với anh em là này 250.000 thôi. Rồi mình mã số 29 là cây chân vàng lá nhỏ. Cây này nó chuẩn bị là cho qua hết anh em đó. Và chiều cao 22, cái tán của nó là 37, cái vành thân 14. Cái này giao lưu là 400. Mình đổi cây khi đi xếp chậu luôn. Mã số 30 cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ. Cây này mình cũng đã vô dây rồi ha. Cây cũng đương cho qua. Anh em chốt hàng về. Nó có bông lai gai luôn rồi đó. Dạ chiều cao là 24. Vành thân của nó là 12. Này giao lưu là 300.000. Mã số 31 cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ. Đó, cái phò cây này đương cho qua. Dạ, chiều cao là 22. Cái tán của nó là 28. Mình đo ngay vị trí này là 15. Cái này giao lưu là 350.000. Rất ngon. Mã số 32. 32 là cây trang tím sen lá nhỏ. Cây này mini anh em. Dạ chiều cao là 35. Cái tán của nó là 51. Cái thân của nó là 11. Cái này giao lưu với anh em là 250.000. Cũng là mã số cuối clip. Dạ cuối clip xin chúc cho anh em một
Xin chúc kênh em được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, ăn khang thịnh vượng. Số điện thoại giường mình là 0939 906 192. À, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ủng hộ mình và ủng hộ kênh. Hẹn clip sau gặp lại và chào anh chị em.